Tại nhiều lúc thấy chán. Thấy chán hả? Sao con thấy chán? Tại thấy những có tiền về nhà là mẹ than nhà con chán. Mẹ than hả? Mẹ nói sao? Những em không có tiền. Mẹ kêu con là hay mày ở nhà mày nghỉ học đi, cái gì bằng kiếm tiền với tao. À, thì lúc đó con thuyết phục với mẹ như thế nào để mẹ cho con tiếp tục đi học? Con nói gì chứ? Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và sau lưng đây là một cái ngôi nhà của hai mẹ con. Trước đây thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân là các chú ở Canada thì hỗ trợ cho hai mẹ con có một cái ngôi nhà mới khang trang. Cũng sau hơn một năm rồi thì bất ngờ Bùi Hồ mới nhận được cái tin là chị Loan, mẹ của bé Ngân, đã bị trật tay và không có đi làm nữa. Hàng ngày cái công việc của chị là đi mò cua bắt ốc để trang trải cuộc sống hàng ngày. Hiện nay thì bé Ngân cũng đang đi học. Chị có nói với Bùi Hồ à, em có thể là hỗ trợ cho chị một ít vốn để bán vé số, tại vì chị không có đi làm hồ được nữa. Hoặc là chị có thể lên Bình Dương chị làm những cái công việc nhẹ hơn. Thì hôm nay thì cũng có dịp quay trở về lại đây, thì ghé để thăm tìm hiểu cũng như là thay mặt chú Kevin Trần ở Mỹ hỗ trợ cho chị một ít vốn để mà chị có thể sinh sống trong thời gian sắp tới, những ngày trong dịp cận Tết này nha cô bác của anh chị. Bây giờ mời cô bác của anh chị cùng theo Bùi Hồ. Lên coi thấy mày quả gì ngăn với mẹ cậu Hồ nè, mẹ con nó ở đâu mà không thấy mặt nghe tiếng mày không à? Dạ. Đây là một ngôi nhà mà xây cách đây khoảng nhiêu rồi chị Long? Chắc cũng năm mấy là 2 năm tao không biết bơi thôi, mùa dịch tới giờ đã tính bao nhiêu? 2 năm rồi. Năm mấy rồi? Ờ, xây xong rồi dịch luôn, nó tới tháng 5, nó mất hơn, mất 2 năm mày. Dạ. Xây là ngay tháng 5 đó. Chào chị, có ra đây đừng gì, ra đây cho xem. Vô vô. Đây mẹ đi mượn mắt. Bật đèn lên giùm em với. Bật đèn, nãy giờ không nói tao bật. Bật nhà tắm luôn hả? Bật cho sáng được rồi. Dạ. Ờ. Ngồi đi, đứng ngồi đi. Chào chị, chào bé Ngân. Ừ. Nay lớn quá ta. Ngồi rồi, mới thấy ngồi đi. Ngồi đi. Ơi. Này ồ, em này chị cái này chị khổ không chết. Có mặn được gì đâu, hôm bữa có mấy đứa cháu ở nhà mặn, giờ đi thành phố hết rồi, có ai đâu. Ngăn để đi. Ơi bây giờ cuộc sống của mình sao rồi chị? Chị ở không mặn không, cái tay chị nó bên này nè nó bị yếu, nó bị tê á, chị không có mặn được cái gì nặng hết trơn á. Tê bên tay trái nè. Dạ, yeah, tay nào đâu? Tay này nè. Cũng như nó tê mình uống thuốc nó mới hết mà hết thuốc cũng làm lại rồi. Bị tê. Uống thuốc gì chị? Uống thuốc bắc á, người ta mua với thuốc viên tổng hợp á. Rồi giờ mua uống không à, mà giờ hết thuốc rồi. Ngắn ngắn đi học mỗi ngày 15 ngàn cái tiền. Nó cái này muốn chết, thằng nhỏ cháu nó mặn thì còn có nó, mà giờ nó đi thành phố mặn rồi. Đi tháng mấy nay rồi. Nhưng năm nay là lớp mấy rồi con? Con lớp 7. Con lớp 7 hả? Giờ nhìn lại lạ quá. Lạ không? Lúc mà chú vô là nhà con như còn nhỏ ha. Không biết hả? Học lớp 5 hay gì? Vậy hả? Còn nhỏ xíu. Lớp 6. Nghỉ gì năm lớp 5? Nghỉ lớp 5. Chị không có làm hồ nữa. Thì không, hiện nay chị làm cái công việc gì? Chị đâu có làm gì đâu. Giờ tay yếu rồi, lúc mấy đứa ở nhà thì nó còn giữ cháu á, rồi nó làm thì nó lo ăn. Bây giờ nó đi không có, mà chị không có làm gì chân. Tính lấy tiền, ấy tiền lấy giấy số bán thôi. Chứ giờ làm việc nặng đâu được đâu. Là bao lâu rồi chị? Là hồi trước dịch đó. Trước dịch, cũng như cái yếu cái tay, nó không phải nó yếu, nó tê này, nó yếu. Rồi là không có làm gì, cái việc mà sinh hoạt, chi phí sinh hoạt hàng ngày thì như thế nào? Chị có làm đâu, đã nói chị nói với cưng là chị không có làm được đó, chỉ là ấy thì bán vé số thôi à, chứ không có làm nhưng gì nặng được. Nhưng mà trước đây á, trong cái hồi trước đó thì chị làm hồ với chị đi làm chỗ này chỗ kia á, giờ về đây thì nghỉ luôn đó, không có đi nữa. Ý em hỏi là chị đã nghỉ làm bao lâu rồi? Nghỉ làm 2 năm ạ. Nghỉ làm 2 năm. Thì chi phí chị sinh hoạt đưa cho bé ăn học thì như thế nào? Giờ không tiền á, ngày cho nó ăn học thì ngày 15 ngàn á. Mẹ nó học nguyên ngày thì ba mấy 40 ngàn, còn đi buổi thì có 15 ngàn. Chị làm nặng không được, là những chuyện làm nhẹ như là... Bán vé số, lấy đi mò ốc bán 7 bữa 10 ngàn, mười mấy ngàn gì đó. Ý em muốn hỏi là trong cái khoảng thời gian chị nghỉ cho đến thời điểm em gặp em tại chỗ này, thì chị làm cái công việc gì để cho gia đình của mình sinh sống?
không có làm gì chứ, chị giữ nhỏ cháu rồi nhỏ cho con nó hai chồng đi làm á, rồi nó chỉ lo ăn thôi, mà giờ đi thành phố tháng mấy nay rồi chị không có làm nữa chứ. Hồi đó em có chị không làm, ý là nó chị giữ giữ cháu rồi nhỏ cháu nó lo ăn không à. Lo cho chị ăn hả? Lo ăn vậy thôi, điện nước nãy kia đồ là nó đóng hết. Rồi giờ nó đi rồi thành ra không có người làm đó, ý chị nói vậy đó. Có nghĩa là khoảng gần 2 năm nay là chị không có làm hồ nữa. Không có làm. Rồi chị giữ nhỏ cháu, cho một người thân. Cho nhỏ cháu con người chị. Rồi mà giờ hai chồng ở thành phố rồi, bồng con theo rồi luôn rồi. Giờ không có cái công việc giữ cháu không còn nữa. Rồi hổm ngày thì gạo rồi thức ăn rồi sao mình có? Gạo thì người ta cho, cũng như gầm đó, người cho chục ký gì đó. Còn vậy thức đó. Ăn? Mình ăn thì có tiền thì mua, còn không có thì mình thấy rau ăn bậy bạ đó. Có một nghe nói có một cua bọc ốc gì không? Có chị? Có hôm bữa chị mò, mấy bữa chị không có gạo ăn, chị mò hôm bữa bán được mười mấy ngàn gì đó rồi mua gạo ăn gì đó. Nhân đi học không có phụ gì cho mẹ không nha? Không phụ nữa, chỉ biết nhà thôi à. Con học trường Tân Bình hả? Cái này ngổ mặt hơn lẳng mày. Rồi đi học ngày nhiêu tiền không? Ngày 15 ngàn. Thì con học được năm lớp 6 học được loại gì? Lớp 6 con được loại giỏi. Con loại giỏi hả? Rồi thấy mẹ không có tiền vậy rồi đi học có ngày nào không? Mẹ không có cho tiền không? Có. Dạ hả? Rồi tiền việc học, học phí sao? Học phí chưa đóng. Chưa đóng hả? Học phí nhiêu? Học phí 400 mấy, tiền bảo hiểm này nọ chưa tính nữa. Có khi nào con nghĩ rằng là mình sẽ nghỉ học để mình đi làm phụ mẹ không? Cũng có. Cũng có hả? Ờ, vì sao con lại nghĩ như vậy? Tại thấy mẹ không có tiền. Thấy mẹ không có tiền. Con đi học đi đến trường bằng phương tiện gì? Con đi bằng xe đạp. Đi xe đạp. Ở sáng chú có điện mẹ là con học ở trường luôn, là con không có về, đường khó đi. Thì việc ăn uống như thế nào? Con ăn ở canteen. Một ngày nay con đi học được nhiêu tiền? Con đang học được 30. 30 ngàn. Con đi ăn canteen thì buổi sáng buổi chiều luôn 30 ngàn. Thì có đủ không? Dạ đủ. Rồi sáng là sáng sớm là 6 giờ mình đi ăn luôn. Mình ăn gì? Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm hết nhiêu tiền ta? Ăn cơm hết 10. 10 ngàn. Rồi trưa? Bữa trưa thì cũng 10 ngàn. Rồi nước nữa. 10 ngàn rồi nước nữa. Mà là, hình như một tuần con học 2 buổi một ngày à hả? Có buổi thứ 6 à, ngày nay à, thể dục á ha. Rồi con có được đi học học thêm được không? Không. Không hả? Ở sao vậy? Con học giỏi sẵn rồi. Con học giỏi sẵn rồi. Con được mấy phẩy? Nó giỏi nhất lớp á. À con được 9 phẩy. Con được 9 phẩy hả? Không, con được 8 hay gì đó không biết nữa. Con giỏi môn gì nhất? Con giỏi môn tiếng Anh học toán. Tiếng Anh, nói câu tiếng Anh cho mấy chú ở Mỹ nghe. Nói câu gì? Nói câu là cảm ơn mấy chú con là bé học ở trường nào, ở huyện nào, ở tỉnh nào đó. Nói nhẹ nhàng ít một vài câu thôi. Nói ít thôi, thì nhiêu thôi. Con tự giới thiệu. Con nói tự cái, nói tên con, cảm ơn mấy chú ở Mỹ đi. Thử coi. My name is Ngân. I am thirsty. Yeah, go. Cái gì nữa? Con ở đâu, huyện nào, tỉnh nào? Con ở huyện, con ở xã Tân Bình. Xã Tân Bình thì phải nói bằng tiếng Anh lại nữa chứ. Xã Tân Bình, con quên rồi. Huyện. Huyện. Con tỉnh kêu là gì? Tỉnh cũng chưa học nữa. À, vậy là bé Ngân thì cũng chỉ mới học có lớp 7 thôi. Nhưng mà biết được bao nhiêu tiếng Anh ở cái vùng quê thì bao nhiêu tiếng Anh đó cũng đã quý lắm rồi. Rồi con nói, chú hỏi con là con nói là dự định của con á là nghỉ học để phụ mẹ vì sợ không có tiền đi học nữa. Thì đối với con cái việc đi học của con có thích học không hay là thích đi làm hả? Con thích học hơn. Con thích học hơn. Vậy tại sao mình lại có suy nghĩ mình nghỉ học? Tại những lúc thấy chán. Thấy chán hả? Sao con thấy chán? Tại thấy những có tiền về nhà là mẹ thấy ngày cũng chán. Mẹ thấy hả? Mẹ nói sao? Những em không có tiền. Mẹ nói không có tiền? Không có tiền cho con đi học. À, năm nay học phí là bao nhiêu tiền? Tổng hết là 1 triệu mấy.
Một triệu mấy? Rồi mấy bạn ở trong lớp đóng hết chưa? Ở trong lớp còn bao nhiêu bạn chưa đóng tiền? Khoảng 2-3 bạn à. Hai ba bạn thôi. Thì mình là một người con gái, ở trong lớp có rất nhiều bạn trai. Thì mấy bạn khi mà cô giáo đọc là Ngân gì chưa đóng tiền gì đó, thì lúc đó con cảm thấy như thế nào? Không thấy bình thường. Con thấy bình thường à? Đối với con thì bây giờ con ước mơ gì Ngân? Con ước mơ là con được đi học, con có tiền mỗi ngày, với lại mẹ con có việc làm. Mẹ có nói với lại chú Hồ là mai mốt là có vốn sẽ đi bán vé số. Thì khi mà mẹ các bạn á đi đến trường ngứa con thì mẹ con lại lủi thủi đi bán vé số để nuôi con ăn học, thì ngay ví dụ trước cổng trường của con đi thì con có mắc cỡ Dạ không, không? Sao vậy? tại mẹ con làm ăn chân chính mà. Bán ăn thì nói chuyện thì hơi cục mịch ha. Học văn có giỏi không? Cũng được thôi, không có giỏi. Con học gì giỏi? Toán với tiếng Anh giỏi nhất đúng không? Sau này ước mơ của con lớn lên làm gì? Con nghĩ là trở thành một người thành đạt á. Con nghĩ là mình sẽ trở thành một người thành đạt hả? Nhưng mà con có biết là làm cái gì không? Dạ không. Ngành nghề của con á, con thích chọn Ý là chú Hồ hỏi con ước mơ nữa làm nghề gì á. Con chưa biết nữa. con không biết luôn Có thể là bác sĩ. có thể là bác sĩ hả? Con đã nghĩ rằng mình có thể sẽ trở thành một bác sĩ luôn. Con thích là bác sĩ hả? Ừ, con có thích. À, vì sao con lại thích là bác sĩ? Đang thấy làm bác sĩ vĩ đại. Nghĩ lại, gái không sợ máu sao Không hả? không máu cái đầu sợ. À, trời ơi. Ơi gan vậy, ngày thân ngày đi học về á thì mẹ nấu cơm cho ăn cơm với gì? Ăn cơm với gì? Ăn có khi ốc, có khi cá, có khi rau. Ốc hả? Ốc bươu vàng mình hả? Không, ốc quắn á. Ốc quắn thì làm gì ăn Mất gỏi không gì á. hả? Bóp gỏi hả? Dạ. Chiều nay chị với lại Ngân ăn cái gì? Chưa có gì hết. Chưa ăn luôn hả? Chưa, nó mới về tới rồi, nó hiện chứng. Nhìn mấy nghe mấy nhân mạnh mẽ quá ta. Nếu như mà có lúc làm nhà thì thấy còn nhỏ nhỏ còn ha, khai muốn lắm. thành người thành đạt. Khi mà chú Hồ với lại chú Đạt á quay thước phim thì chia sẻ lên trên mạng thì chắc có lẽ là hàng xóm thấy rồi, bạn bè con thấy rồi, thầy cô con thấy rồi. Về cái cuộc sống khó khăn của con với mẹ của mình, vậy thì con có ngại không? Dạ không. Không ngại. Con mắc cỡ với bạn không? Không luôn. Chiều nay hồi sáng chị ăn cơm với gì? Gạo Gạo luộc, gạo lang. Ăn con ăn cơm mà ít đồ ăn vậy đó, con ăn có ngon không? Cũng không ngon lắm. Đối với con bữa ăn ngon nhất là từ cái nhà lên thì con được ăn là bữa gì ngon nhất, bữa nào ngon nhất? Con thấy bữa nào ngon chứ. Con thèm món gì nhất? Con cũng không thèm nữa. Sao vậy? Thì đó giờ con có ăn đâu thèm. Tại vì hồi đó giờ bé Ngân nói từ chuyện cục mịch nhưng mà trả lời thẳng thắn ha, tại vì hồi đó giờ đâu được ăn cái món đó đâu mà thèm. Đúng rồi, nó nói vậy đó. Con có sao, nó nghiện nít mà. Ở trong lớp con được làm lớp trưởng gì không? Con tổ trưởng. Con tổ trưởng. Tổ trưởng tổ mấy? Tổ trưởng tổ 4. Mấy bạn có sợ con Có. không? Vậy là trong lớp năm lớp 6 vừa rồi là con đứng hàng mấy? Công trường con không có xếp hạng. Nhưng mà con phải con nhất lớp chưa? Xếp lại ha. Con chưa biết nữa. Con không biết luôn ha. Con chỉ biết là giỏi thôi. Được 9 phẩy mấy luôn. 9 phẩy là 9 phẩy thôi. 9 phẩy là sao? 9,0 rồi 9,1 rồi đó. Nhưng mà lớp con không có cộng vậy. Lớp con cộng sao? Lớp con cộng thêm môn cái gì á. Con được 8 phẩy mấy. Hay tổng hết á, 8 phẩy mấy hay 9 phẩy mấy gì đó. Con học 6 hay mấy? Ở 7 hay mấy? Con học 7 và 1.
bé bột luôn. Cho nên giờ chưa có cơm. Hiện nay là đã biết quét nhà giặt đồ rồi hả chị? Ừ, nó biết làm được chứ. Đồ nó học về tự giặt luôn á. Coi tự giặt luôn hả Ngân? Dạ. Quét nhà, giặt đồ, làm được công việc vì phụ mẹ đó. Nấu cơm, rửa chén. Nấu cơm, rửa chén. Lâu lâu thì mẹ rủ đi nhổ cỏ nữa. Sao gọi là rủ đi nhổ cỏ là sao? Đó, nhổ cỏ bên hông nhà. À. Mẹ nhổ một bình buồn, rủ con theo luôn. Con có đi mò ốc phụ mẹ không? Dạ có, nhưng mà mẹ nói là sợ con bệnh nên là cho con ở nhà. Ừ, nhưng mà con thấy mẹ con đi mò ốc về ăn gì đó thì tối hôm mình thấy buồn không? Buồn. Buồn là sau này mẹ con mà có bước thêm bước nữa thì con buồn không? Không. Không à. Ôi. Chỉ dạ. Ừ. Nhưng mà em bé Ngân thì nói rất là thẳng thẳng tính. Ừ. Tối hai mẹ con có ở trong này thì có sợ gì không? Không. Không hả chị? Ừ. Có gì cũng làm nhà còn không có cửa còn đỡ chút còn sợ chứ giờ có cửa đâu có sợ đâu. Ừ. Ngủ bình thường đóng cửa là ngủ. Ừ. Em có ngôi nhà rồi ngủ có cảm thấy ngon hơn mà lúc mà chưa có nhà không bé Ngân? Có. Vậy hả? Hai mẹ con ngủ trong phòng hết ha. Có lúc nó không cho chị ngủ chung nữa, nó ngủ mình, chị ngủ ngoài đây, có lúc ngoài đây ngủ ngoài trước. Bây giờ cũng ngủ. Ở sao không cho mẹ ngủ chung? Nó ngủ với tôi bất ức. Tại mẹ không chịu ngủ với con mới đúng. Mẹ ngủ với con nửa đêm con đâu có đâu. Mẹ ngồi mẹ nhai hoài. Mẹ than cuộc sống hay gì? Than không tiền, kêu nó nghỉ học hoài nó không chịu. Ờ sao mà kêu nghỉ học? Không tiền mà. Thì bây giờ không tiền. Kêu nó là nghỉ học, còn hai ba con đi làm, nó không chịu đó, nó ở nhà, nó điện cho con. Trời ơi. Rất là ham học. Có nghĩa là muốn Ngân muốn khóc luôn rồi kìa đúng không? Ừ, có kêu nó đó mà nó không chịu đó. Nên nó hồi để hai ba con đi thành phố làm, nó không chịu. Yeah. Mới mở mới điện cho cưng đó. Kêu nó nghỉ rồi, nó không chịu đó. Nói tới tuổi ông Thằng nó mất. Con buồn gì, điều gì con có thể nói được với chú Hồ? Các chú, các cô chú có thể giúp đỡ được cho con? Không biết tôi buồn gì chứ. Mà sao tại con muốn khóc? Tại nghĩ cứ kêu con nghỉ học. Nhưng mà con muốn đi học. Nó làm gì hết. Con kêu nó không chịu. Muốn đi học? Muốn trở thành một bác sĩ? Tôi nói để thôi gì điện họ mày. Cái điều mong muốn của con hiện tại bây giờ là để có tiền để học hết sau này luôn, để thành đại luôn. Con lo rằng là con sẽ không được đi học tiếp đúng không? Hàng đêm thì mẹ kêu con nghỉ học hả? Mẹ nói sao? Mẹ kêu con là mày ở nhà mày nghỉ học đi, cái gì mà kiếm tiền với tao. À, thì lúc đó con thuyết phục với mẹ như thế nào để mẹ cho con tiếp tục đi học? Con nói gì chứ? Con im lặng. Con có nghĩ rằng đến một cái diễn cảnh là con không được đi học cùng với các bạn mà con phải đi làm không? Có. Có hả? Nếu như mà mẹ con quyết định là con nói là không có tiền con vẫn đi học thì con đi học không có tiền, mẹ không cho con học để nó làm gì con học. Con tự mò cua bắt ốc, con bán, con lấy tiền mua sách vở hay đóng tiền trường vậy con học. Thì con có chấp nhận không? Có. Tự làm tự đi học luôn. Chỉ được đi học thôi. Chú biết con thì con ít nói những cái từ tận đáy lòng của mình ra cho mẹ hiểu. Và hôm nay thì chú đến đây gặp mẹ, gặp con. Con có thể nói để cho cô bác quý anh chị hiểu về cái cuộc sống của hai mẹ con mình hiện tại và có thể giúp đỡ được con trong một thời gian sắp tới. Con có thể muốn nói gì đó, con ước muốn gì đó, con sẽ nói. Muốn gì con muốn nói lên đó rồi cậu Hồ ấy, chứ con không nói sao cậu Hồ biết. Con muốn nói là con có tiền đi học hoài luôn. Học khi nào mà con thành tài thôi. Học khi nào thành tài thôi. Ừ.
Thì ví dụ như có một người nào đó báo trợ cho con đi học từ nhỏ đến lớn luôn thì con có chịu sau này đền đáp cô chú anh chị đó Có. không? Có luôn Để thương, em cũng thương quá hai bạn. Cũng hôm nay chú Hồ với lại chú Đạt lại đây nè, không biết là mẹ cũng điện cho chú, nhưng mà lúc đó thì chú ở không có ở Việt Nam, thì thấy hai mẹ con gì không biết nói sao luôn á. Tay có chị sao rồi, nó bị tê vậy thôi. còn tê hả? Bị mấy đây hả chị? Nó bị lâu rồi. Tê uống thuốc hoài à, cũng như là có thuốc để uống hoài, ngày nào cũng uống chứ. Nó Nhâm, bị xin cô tê đang ngồi lúc kế này, bè đi nha. nó bị tê lúc này, nó bị tê cái này, như nó tê mấy cái ngón này tê, mình bóc cái gì vô không biết cảm giác gì. Vậy là chị liên hệ bán vé số được Được chứ, chị hồi đó chị sống Vĩnh Hưng chị bán mà. không? Vậy hả? Ừ, chị sống nguyên chỗ ông ba chị bán, không bây giờ gì đây không có bán. À. Trong trong đây người ta có giao số vô đây không chị, hay là chị tự đi lấy? Mình đi tự ra ngoài mình lấy, mình nếu mình điện người ta cho mình lấy gật đầu là thì mình có cái mối mình lấy hoài, là tự mình đi lấy, mình lỡ để lấy mình lấy Bây giàu giờ giàu quá gì rồi. dạ. Bây giờ như thế này, hôm nay em có dịp về đây thì em thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ, trước đây cũng hỗ trợ cho mình một số đồ dùng ở trong nhà đó, tặng cho chị một chai dầu xanh nè, Rồi, cảm ơn chú Kem Minh với Trang. lại salon bát chị dán để cho đỡ nhức mỏi, Rồi, rồi. Chị nhắc mỗi đêm luôn và với lại đây là một phần quà 1 triệu của chú gửi cho chị làm á. vốn. Rồi, cảm ơn mấy chú ở gì nước ngoài Canada gì đó, chị không biết gì Ở kêu mấy Mỹ, chị. Ở Mỹ, cảm ơn mấy. các nhà thì là các chú ở Canada. Cảm ơn mấy chú đó nhiều lắm. Tại vì trong lúc chị đang khổ không tiền. Còn chú Hồ, chú hỗ trợ cho con 200 ngàn để con đi học nha. Này là thằng gửi cho con Chú đi Đạt học. gửi Cảm ơn chú con. Hỏi chú Đạt. Cố gắng học nha. Con có muốn nói gì với mấy chú không? Cảm ơn mấy chú đây. Chứ giờ mình khổ rồi, giờ người ta giúp đỡ nào cảm ơn đấy. Con nói đi. Không biết nói gì Con chị. nói đi. À, bây giờ như thế này thì hôm nay em có dịp về đây, cũng em có nghe cái hoàn cảnh của chị thông qua chị trao đổi với em, thì em rất mong đây một 1 triệu cái số tiền này thì nó sẽ là một Đi bán cái kiếm đồng vốn cho lời ra chị cho để Ngân đi bán học mỗi kiếm đồng nhà. lời cho Ngân đi học ha. Thì mai mai chắc không kịp, mốt hay gì đó chị đi bán đi Đây cho chứ. cho Ngân đi học. Rồi bây giờ chú muốn nhắn gửi với Ngân như thế này nè, thì chú biết cái tính của con là thẳng thắn Ờ, nè, chứ này nhìn đẹp trai một lần nó không đen một lần không hùi. chú rất thích, cái tính của con, Nói chuyện mạnh mẽ. con với cố gắng học hành, có gì khó khăn đó lấy điện thoại của mẹ điện cho chú Hồ, con điện cho chú Hồ luôn, chịu không? Chịu không? Cũng được. Cũng được. Ngân có xài điện thoại riêng không chị? Có hồi hôm dịch nhà trường có hỗ trợ cái điện thoại thông minh đó cho nó đi học online á, rồi mua luôn cho nó 2 cái sim rồi cài 3G sẵn cho nó 3 tháng luôn. Dạ vậy thôi, hôm nay thăm gia đình mình buổi chiều, cũng tới giờ cơm mà chưa ăn cơm nữa, để cho bé Ngân ăn cơm, chị nấu cơm cho bé Ngân. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ với lại Đạt Đồng Tháp xin chân thành cảm ơn quý chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn các chú ở Canada đã hỗ trợ cho gia đình của chị Loan với lại bé Ngân có một cái căn nhà. Chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình của chị Loan có một cái phần vốn vào những ngày cận Tết như thế này Đúng để mà làm rồi. Mua ăn, đồ cũng như là Tết. cho chấp cánh cho bé Ngân đi học trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.